Chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách để Clam Adorat nhận được 1.500 đồng token Komolo Coin. Một số thông tin về đồng token này: số tổng quân phát hành là 500 triệu, đã có 1.976 tài khoản holder và đã phát sinh 3.866 lượt giao dịch nhé. Rồi, thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website Clam Adorat chấm nhất. Đây truy cập website được mình để phần dưới mô tả của video nhé. Các bạn vào cái website dưới thì các bạn có cái link lấy thông tin vào phần mô tả video đấy. Thì các bạn vào trong website đấy, các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên website cho mình. Bước một, các bạn sao chép quan trắc. Bạn có thể sử dụng nút copy quan trắc nhanh ở đây và quay sang ví MetaMask hoặc ví Trust Wallet của các bạn nha. Bạn thêm địa chỉ token vào ví cho mình, và đây mình đã thêm rồi, ký hiệu là KMC. Rồi thì sau đó các bạn quay trở lại link website clamadorat.net, nhấp vào bước 2, truy cập vào link website chính và nhận tất cần nhé. Rồi chương trình Adorat nữa sẽ kết thúc vào 29 ngày nữa nhé. Các bạn kéo xuống phần bên dưới đây, nó có phần buy phần lưu thấp nhất là 0.5 đây, đây là B nên thấp nhất là 0.01 đây là B. Đó, bạn có thể bỏ ra một số vốn nhỏ ra để mua cái đồng các cần Komodo Coin này để chờ cổ ít nhất một ít giờ lên tài khoản nhé. Rồi các bạn nhấp vào đây cho mình claim 1.500 Komodo Coin thì có yêu cầu kết nối với ví. Thì các bạn nhấp tiếp theo và nhấp cái lối ví cho mình, ký ra là 0.000468 BDT, nhấp xác nhận cho mình nhé. Rồi giao dịch đang được xử lý đây. Các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website clamadorat.net để cập nhật những dự án miễn phí phần thưởng tập cần mới nhất của mình cập nhật trên trang web nhé. Ngoài ra nếu bạn chưa có tài khoản giao sang dịch các sàn Binance, Metamask, MXC, OKX, Mobi và Hotbit, thì nhiều tài khoản giao dịch các sàn khác, các bạn có thể vào đây ủng hộ nhé, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách để nhận được 1.500 đồng token Komodo Coin. Thì các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo nhé để cập nhật những video mới nhất. Rồi video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.